Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu các sản phẩm là B3. B3 đây là mã đời cao quá nhá. Tép BNC, tép nhập khẩu. Em cũng đã làm video về cái loa này rồi, nội tạng rồi các bác nhá. Thì hôm nay anh em đã vệ sinh. Số lượng của em là có tổng là hơn 60 đôi. Thì em bán được khá, khoảng trên 20 đôi rồi. Còn khoảng 40 đôi nữa thôi. Đấy. Còn khoảng 40 đôi nữa thì anh em đang cứ làm 10 đôi, 15 đôi một thì xong lại quấn lên, cất vào kho. Hàng bên em các bác biết là số lượng em cực kỳ là sẵn và luôn cung cấp cho các bác, kể cả những anh em thợ các nơi. Anh em thường lấy 5 đôi, 3 đôi một thì đây là những cặp tuyển chọn đã được vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra cực kỳ là kỹ lưỡng. Không một lỗi lầm gì đó nha. Đấy, đây anh em đã xếp thành đôi và cuốn co cất kho, cho nên là những ngày này, biết là những ngày tháng này anh em sẽ có thời gian chọn lọc những cặp loa gọi là hàng tuyển đặc sắc. Đấy, các bác nhu cầu cứ alo cho em, kể cả những cặp loa màu vàng kia cơ. Đấy, màu vàng đồng kia, bát RCF em đã cho anh em kiểm tra. Đấy, chỉ có duy nhất là một cặp là nó phân tần nó màu khác, nghĩa là cái vỉ phân tần nó màu khác. Rồi, bên em làm kỹ như vậy cơ, còn tất cả là nó giống nhau hết. Nói là những lô sản phẩm số lượng lớn nhưng mà lọc ra chỉ có duy nhất một đôi em sẽ loại ra và sẽ tính sau. Và đây là những cặp tuyển chọn rất là nhiều nhá. Mã của nó đây PRS10. Đấy, đây là được sử dụng bát 25 tép BMC. Đấy, tép BMC các bác biết rồi, nó chất lượng nổi tiếng ngang với tép Silicon luôn. Đây các bác cùng xem thông số của nó này, B3 200W này, 16g thùng gỗ nhá, cho nên nó bê nó rất là cứng cáp chắc chắn, 8 ohm độ nhạy 92 để xem. Nói về dòng loa này nó có cái tiếng bát của B3 nó tuyệt vời, nhưng mà lại đặc biệt trên cái loa B3 này nó được sử dụng tép nhập khẩu. Tép BMC thì nó đưa ra chất âm tép rất là sáng. Đấy các bạn. Chứ còn nhìn vào thông số hay nhìn thì cái điều đó nó không phải là quan trọng. Rất nhiều những dòng loa cỏ rẻ tiền nó đề công suất còn lớn hơn nhưng mà lại rẻ tiền hơn này các bạn nhá. Đấy, đây là B3. Cho nên là chất lượng của B3 luôn luôn nó đứng trong những top cao cấp ấy, mà lên nhớ là B3 mã này được sử dụng tép nhập khẩu. Đấy. Và với cái giá là 7,3 triệu là đã được vệ sinh tắm giặt sạch sẽ, không có điểm trừ các bác nhá. Còn khi bên em làm các bác biết rồi, tháo hết cả căng lưới rồi thì ốp hậu các thứ ra vệ sinh, không để nó nhầy nhụa. Đấy các bác ạ, cái điều đó là để làm lên vệ sinh lên một cặp loa nó hoàn hảo, nó đẹp gần như là mới luôn, gần như mới tinh. Đấy, cái này trưng bày có xứng đáng để trong căn phòng khách các bác không ạ? Vâng, rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, và em cũng báo giá với các bác là giá 7,3 triệu các loa ra tại cửa hàng. Phải nói là tuyệt vời và rất là đáng chơi. Loa B3 là dòng loa đáng chơi nhất trong gia đình đây. Tiếng âm bát mềm mại cực kỳ luôn, nghe rất sướng, nó kiểu như dạng loa lằm nhưng lại được sử dụng giải cao là tép BNC. Cho nên cặp loa B3 được anh em đánh giá và được ưa chuộng và đặt mua cực nhiều liên tục. Từ trước nay em bán B3 siêu nhiều luôn, cũng không kém gì BB và những cặp loa bầu. Đấy, những dòng loa đứng trong top em bán chạy nhất đấy các bạn. Cảm ơn các bác rất nhiều.